thì quý vị suy nghĩ quý vị tính dùng đi, tức là 2 ngày là 3 ngày chẵn hay là 3 ngày, 3 ngày lẻ, quý vị tính dùng nha, tính nhanh nhanh dùng đi. Nếu quý vị tính dùng á thì quý vị có một chút cái cơ hội có thuận lợi cho mình. Và nếu chỉ để chúng ta quyết định thì có thể là nó cũng kẹt cho quý vị. Trong một tuần chỉ còn 3 ngày thôi, tức là 2, 4, 6 hoặc là 3, 5, 7. Rồi câu tiếp theo, kinh suốt bút ti gia trú rì sát xế. Chúng sanh lấy gì làm bạn? Câu này chúng sanh lấy gì làm bạn? Kinh suốt chi năng bà xa sạc tí. Cái gì dạy dỗ chúng sinh? Cái suốt cha phí là tù mà mất chù. Mất chù sạc tà bức kha bằng hút chạch tí. Rồi ở trong Pháp Cú có cái câu này này hay này, A Bốc Già Ba Ra Mà Là Phải vô định nó được xem là cái la pha là cái lợi, là món lợi lộc. Món lợi lộc, món lợi lộc nha. Thì vô định nó được xem là cái thành tựu lớn nhất cái trong đời này. Cái nghĩa là sao? Đó là cái thành tựu mà là cái món quà lớn nhất trong đời này. Là bởi vì khi mình đã bệnh hoạn rồi đó nha, khi mình đã bệnh hoạn rồi đó thì coi như là cái gì cũng không đáng kể hết. Chúng ta mới mua được cái nhà, mới mua được chiếc xe, mới mua được chiếc nhẫn kim cương, chúng ta mới mua được chiếc du thuyền, con chúng ta nó mới thi đậu cái đại học, nó mới có bằng bác sĩ ở một đại học danh tiếng nha. Tất cả những cái đó nó sẽ vô nghĩa nếu mà chúng ta đang bị một cái chứng bệnh nhẹ nhàng thôi, là bệnh ruột thừa mà nó quằn quại, nó hành hạ mình nha. Hoặc nhẹ hơn chút thôi, chỉ cần bụi vô mắt, chỉ cần cái răng nó đang bị nhức thì lúc đó mình mới nghĩ được cái gì hết nha. Mình chỉ nghĩ một chuyện là làm sao lấy cái bụi ra, làm sao mình nhổ bỏ được cái răng, làm sao mà cắt được khúc ruột thừa. Chứ còn mấy cái này đây tôi biết tôi nói là nhiều người đông đông có chịu. Tôi nói sao ông nói gì lạ, con tôi bị đậu bằng bác sĩ một cái đại học danh tiếng của Mỹ, của Đức, của Nhật, của Anh, của Pháp, mà tại sao ổng lại đâu có chịu hạt bụi vô mắt rồi biết răng làm sao có bị đỡ được, có bị bị cái gì, nhớ cái lời tôi sẵn này, có nghĩa là niềm vui gì đi nữa của mình nó cũng phải được bắt đầu luôn, nó phải dựa trên một cái cơ thể ngon lành. Chứ còn nó đã bệnh rồi thì cái gì cũng mất đi hết nha. Cái câu thứ hai đó là tôi biết trong lúc có nhiều người nghĩ tôi đang nói không mắc mới gì bài kệ này hết, nhưng các vị sẽ thấy tôi mượn cái này để tôi nói cái kia. Rồi cái câu thứ hai đó là Đức Phật này dạy rằng Samtutthi Baramanthanan. Cái câu này nó quan trọng lắm. Thứ nhất là sự vô định đó là món quà lớn nhất, là bởi vì sao? Là bởi vì bất cứ niềm vui nào trên đời này nó cũng phải được thưởng thức bằng một cái trên cái cơ thể đang ok nha. Rồi cái thứ hai, cái Samtutthi Baramanthanan, cái tài sản lớn trên đời này cứ nó không có là kim cương ngọc xoàn gì hết, mà nó chính là cái sự tri túc. Và người Mỹ cũng có ăn câu thế này: người giàu nhất không phải là cái người cái gì cũng có. Nhắc lại, người giàu nhất không phải là cái người mà cái gì cũng có, mà người giàu nhất là cái người có cái gì đó họ cũng có thể vui được với nó. Các bạn nghe chuyện không? Người cứ nhắc lại, người giàu có nhất trên đời này không phải là cái gì thì họ cũng có, mà chính là cái người mà có được cái gì đó họ cũng có thể vui được với nó. Nói như vậy có nghĩa là cả một cái hành tinh này gồm có hầm hố, vực thẳm, đại dương, sông ngòi, đồng cỏ, gai gốc, bông hoa,
ông bướm chim chóc, cái gì đối với người này nó cũng vui hết. Cái gì đối với họ cũng là cái có thể làm cho họ được an lạc thoải mái hết. Chứ họ không có một cái kỵ gì hết. Tức là đưa về núi là sống được, đưa lên rừng là cũng sống được, và đưa về đồng bằng là cũng sống được. Ăn chay là cũng ăn được, ăn mặn là cũng ăn được. Rồi ăn đồ đắt tiền hay là đồ rẻ tiền mà cũng thấy cũng thoải mái, cũng có gì xe cũ xe mới, áo quần cũ mới đẹp sống, cái gì cũng ok hết, thì cái người đó được gọi là cái người giàu nhất. Cho nên Đức Phật này dạy là song túc thi brahman thanh an, có nghĩa là cái tài sản, cái tài sản lớn nhất trên đời này nó chính là sự tiêu túc ở chỗ đó đó. Nên cho nên chúng tôi chắc lại, người giàu nhất không phải là cái gì cũng có, mà chính là người có được cái gì cũng có thể vui với nó, là người có được cái gì cũng có thể, bỏ cái chữ để đi mà có thể là cũng có thể, mà chính là người có được cái gì cũng có thể vui với nó, hoặc là có thể vui với tất cả những gì mình có. Người giàu nhất không phải là cái gì cũng có, không phải là người cái gì cũng có. Bây giờ tôi dịch lại, người giàu nhất không phải người có mọi thứ, mà là người có thể vui với mọi thứ. Đâu biết từ ngắn này vậy? Người giàu nhất không phải là người có mọi thứ, mà là người có thể vui với mọi thứ. Vui một thứ. Và cái thứ ba này, cái câu thứ ba này nè, Vissasa, Vissasa Paramanyati, cái là cái sự thân tình đó, nó chính là cái nguyên thuộc, nó là những người bà con tốt nhất. Cái sự thân tình đó, nó chính là những người bà con tốt nhất, những người nguyên thuộc tốt nhất. Là tại sao? Đó, cái chữ xa xa đây có nghĩa là friendly, cái friendly, friendliness. Có nghĩa là cái chữ friendliness nghĩa là cái sự thân tình, hay là cái sự thân thiện, hay là cái sự dễ gần. Thì nó được gọi là cái người là người bà con tốt nhất. Cái câu này ai mà từng đi lăn lóc không trần là thấy bà con xa không bằng láng giềng gần, là chỗ này nè. Chỗ này nè có nghĩa là bây giờ bà con mình đông nhất thì bao nhiêu, thì tôi cho là vài trăm người đi, dòng họ nội ngoại của mình nó gom lại đó, là mấy đời bà con luôn đó, mình gom lại hết đi, những người còn sống mà mình gặp được thì nhiều lắm là cũng tính lên số trăm thôi. Mà tôi hỏi quý vị, cái số trăm nó nằm ở đâu? Thí dụ nó tập trung ở Việt Nam, còn thí dụ bên Mỹ thì nó rải ra trong vài ba tiểu bang rồi xong. Mà cái hệ mà đó là thế giới nó tới 7 tỷ người nha, mà bây giờ gia đàn đi rồi có mấy trăm người đó là nó nghèo quá. Trong khi đó, khi mà mình là người dễ thương, là người dễ gần thế, thì ở đâu mình cũng có bạn hết. Mà bạn này nó có nhiều loại, cũng có những người bạn chơi vô vui, cũng có những người bạn họ đối xử với mình y hình này tình thanh, thân tộc nó mũ bằng chứng là tôi. Bao nhiêu năm nay tôi sống toàn bộ là người dân hết, cái máy mà tôi đang xài này cũng của người dân. Mình tuy là nó giỏm mà nó đưa cho mình xài, nhưng mà ra cũng có cái máy nó mình xài nhé. Rồi những người mà ngồi trong rung này nghe tôi nói cũng là người dân, và tôi chỉ mất thời gian với quý vị, tôi cũng là người dân nha. Cứ nhắm cái máu mũ gì hết nha. Thì mình thấy trong đời sống này là chỉ riêng cái quý xa xa là cái friendliness, tức là cái sự thân tình, cái sự dễ gần của người này đối với người kia, cái đó mới làm cho người ta gần với nhau. Chỉ còn chỉ riêng cái chuyện cái quan hệ máu mũ nó chưa có đủ đâu, nó còn phải có cái khác nữa. Cho nên được xem cái sự thân tình, được xem là cái quyến thuộc lớn nhất, và cuối cùng là Nibbana Paramasukham, có nghĩa là Nibbana là cái niềm tịnh lạc lớn, niềm hạnh phúc lớn nhất trong đời này. Thì là có bốn cái, một là
vô định cái sự thoải mái nó là một cái lợi đắc lớn nhất, món quà lớn nhất. Mà cái chuyện cái sự vô định đây nó có hai nghĩa, một là cái sự vô định trong tinh thần, thứ hai là sự vô định trong thể xác. Vô định trong thể xác nghĩa là cái cơ thể nó khỏe mạnh thì mình mới vui được với cái này, vui được với cái kia nha. Còn cái sự vô định trong tinh thần nghĩa là mình không có bị phiền não thì mình mới có thể vui được với niết bàn, với thiền định mà không có âu lo. Đó, thì ở đây cũng vậy. Đây có bốn cái, một là vô định là lợi đắc tối thượng, thứ hai là tri túc là cái tài sản tối thượng, thứ ba là cái sự thân tình nó là những bà con quyến thuộc số một, và thứ tư niết bàn là sự hạnh phúc số một. Và tại sao tôi đem bài kệ nó ra, tôi nói ở đây là bởi vì nó có liên hệ với cái cách câu thứ ba, đó là sự thân tình người bạn lớn nhất. Cũng như trong câu kệ này, đấy, trong câu kệ này thì cái gì, sắp hà biết ti già cứ bị sát sát. Cái niềm tin ấy, cái niềm tin được xem là cái là người bạn của chúng sinh. Là bởi vì sao? Là bởi vì không có niềm tin thì không có làm được cái gì hết nha. Không có niềm tin thì không có làm được cái gì hết. Nhưng mà nó lạ, chỗ nó lạ, cái này nó có một cái lạ, nó lạ dữ lắm. Đây, không có niềm tin thì cái chuyện nhỏ xíu mình làm cũng không được. Ví dụ như bây giờ quý vị phải có chắc, phải có chắc là mình đi rửa mặt, cái chuyện mà mình rửa mặt á, còn mình rửa tay là cái chuyện mình có thể thực hiện được. Quý vị phải có cái niềm tin như vậy đó thì quý vị mới đi làm cái chuyện mà nhẹ nhàng được. Muốn rửa mặt, muốn rửa bàn tay ra đó, nó có niềm tin nữa, mình có biểu diễn mình làm được. Chứ còn bây giờ mình biết là nó có nước hay không thì mình cũng khó đi vậy nha. Mình phải biết là và nó có nước, mình phải có nước sạch, mình phải biết nhà tắm mà không có người, mình phải có cái niềm tin rồi mình mới đi được chứ. Cái niềm tin nó quan trọng lắm. Rồi tu hành về đời sống tâm linh tinh thần cũng vậy, không có niềm tin thì không có được. Cái thứ hai là cái gì giáo hóa người. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là trên đời này nè, mình muốn cho tiền người ta đó thì mình phải có tiền chứ. Mình muốn dạy người ta mình phải có kiến thức chứ. Mình muốn giúp đỡ người ta cái gì đó là mình phải có sức khỏe, mình phải có tiền bạc, mình phải có cái gì đó để mình trao ra cho người ta, mình gọi là giúp người ta chứ. Chứ mình không có gì đưa nữa thì ở sau gọi là giúp, sau gọi là cho. Thì dạy ở đây cũng vậy, gọi là Đức Phật là thầy của nhân viên, là vì sao? Là bởi vì ngài có cái để ngài dạy cho người ta, mà cái để ngài dạy cho người ta là cái gì? Đó chính là trí tuệ. Đó gọi là chính là trí tuệ. Chính cái trí tuệ là chính trí tuệ là cái mà thầy của người ta. Bởi vì trí mình biết có ba là văn, tư và tu. Trí văn tức là những gì mình nghe được, mình đọc được từ người khác. Còn thứ tư là những gì nó có được từ cái khả năng lậm nhấm tiêu hóa thấm thía của mình. Còn thứ tư là những gì có được từ chỉ và quán. Tức là do tu thiền chỉ mà đắc chứng thiền định thành công mà hiểu ra, hoặc là do thiền quán, do tu tập tứ niệm xứ mà mình hiểu ra, mình thấu suốt được, thì đó gọi là trí tu. Thì cả ba cái này, văn tư tu, nó đều là ba cái nguồn để có cái trí tuệ. Và cái trí tuệ có được từ ba cái nguồn nghề thì nó cũng có cái tên giống như vậy, nghĩa là từ cái nguồn mình nghe được, đọc được thì gọi là trí văn, từ cái nguồn mình suy tư thao thức trăn trở thấm thiết tiêu hóa thì gọi là trí tư. Còn cái trí tu là có được từ tu tập, từ sự tu tập chỉ là quán. Thì chỉ có ba, mình phải có một trong ba cái tối thiểu đó, tối thiểu đó. Phải có từ một, có được cái ba, một trong ba cái nội trí này nè thì mình mới có thể giúp cho người khác được. Chứ còn không có cách chi, chỉ cần bỏ ba cái này ra thì không có cách chi mà mình có thể hướng dẫn người khác được hết. Cho nên ở đây trí tuệ được gọi là cái người thầy của chúng sinh. Rồi cái thứ ba đó, cái câu thứ ba, kể là cái ba câu hỏi thôi. Cái cha cái đạo tu mát chù là chúng sinh đó, cái người sinh tử đó. Sắp ta đúc kha mình muốn trở tiếng, mình thích cái gì vậy? Mình thích cái gì trong đời này? Nó là trong đời kể này mình thấy nè,
tham ái được xem là sự lầm đường. Tham ái được xem là sự lầm đường, nghĩa là ai cũng muốn trốn khổ tìm vui hết, nhưng mà hãy mình còn để tham ái nó nắm đầu nắm cổ mình, nó tác động, nó sai sử, nó điều khiển, nó sai khiến mình, thì đó là sự lầm đường nha. Cho nên trên đời này cái thích nào đi nữa nó cũng là cái họa lớn cả. Nhưng mà riêng có một cái thích giết nó đau khổ, đó chính là cái thích nó mới bàn mà nó vẫn viện cái tụi động nó bị kỳ. Cái gì ngã lạc, cái gì ngã lạc thì cái áp phía đó tôi đây nghĩa là thích, thích thú, thích thú hay là cảm thấy thú vị, cảm thấy ưa thích. Áp phía đó tắt, áp phía đó tắt cái sự thích thú. Người thích cái vấn đề trong đời là thích cái gì cũng là cái họa hết, nhưng mà riêng cái vui thích ở trong niết bàn ấy thì nó làm cho mình được an lạc. Tôi không có rõ là trong room này các vị có biết, có người biết, có biết hay không, có người biết còn nhớ hay không, mười pháp truyền niệm có bị còn nhớ không, tức là niệm pháp, niệm pháp, niệm Phật pháp tăng thế giới thiên, rồi đâu có cái niệm niết bàn nữa, cái út đó sầm này, cái đề mục niệm sự chết thêm. Cái đề mục niệm sự chết, đề mục niệm về quán tử về bốn đại ha, quán tưởng về cái vật thực đáng gớm và niệm về niết bàn, rồi niệm về màu trắng, niệm về ánh sáng, thì đây là những đề mục mà dành cho cái người có cái khuynh hướng ngộ tâm, ngộ tâm. Mà phải nói đó là tôi thấy làm lạ là Phật tử Việt Nam đó, nói riêng và người Việt Nam nói chung có một cái bất hạnh rất là lớn, những cái nghiệp vừa đó là người Chàm, mình diệt chủng họ, rồi người chân lạp mình chiếm đất của họ, cho nên bị nói theo mê tính ngoài đời đó là mình bị một cái lời nguyền gì kinh hoàng lắm. Có nghĩa là cái gì mà hay ho trong thế giới này đó, thì nó đi đâu, nó tại cái đâu á, nó tại cái đâu á, nó mới dính vô mình. Mà cái gì mà rác á thì nó đổ hết trên dân tộc của mình, từ chính trị mình cho tới tôn giáo, nó khổ rồi. Ví dụ như tự nhiên Mỹ Pháp nó ra mình, nó đi để là cái gì, nghiện thuốc lá nè, nhảy đầm nè, uống rượu nè, rồi ngay cả cái chuyện hôm qua thâm niên mình mà nhào ra rồi quán cà phê mình ngồi ngủ mấy tiếng đồng hồ đó của tay để lại đó. Cái cà phê phim là của tay như đó mình không biết uống cái đó để rồi ngồi ra vẫn dốc mấy tiếng đồng hồ, rồi mình một những dân tộc mà uống bia rượu hút thuốc nhiều nhất thế giới mà là của tụi Âu Mỹ ở đem ra cho mình, chứ thật ra mình đâu có mình đuổi đó. Và tôi biết bên Mỹ đó là cái chuyện hút thuốc nó ít vô cùng, những cái chuyện mà mình thấy mình Việt Nam mà bia rượu rồi lạng lách rồi đánh lộn bạo lực mà do bia rượu là bên Mỹ là chỉ có tụi da đen thôi, chứ da trắng là ít lắm. Cho nên về xã hội là mình thầu những cái rác của nhân loại, của nhân loại. Còn về chính trị thì khỏi nói, về tự nhiên là mình có những cái ý thức hệ, có những quan điểm, những học thuyết, những cái chủ nghĩa tầm bậy tầm bạ là người ta lẩm thân sống hết, mình đang thì mình thờ ở đầu mình ấy. Còn về tôn giáo là mình cứ bị nắm, bị quay học thứ ba cái tập y thần chú, rồi niệm cầu vạn sách lục tự di đà vân vân, có những cái giáo lý cân khe mình quan đâu không biết mà nó bắt tâm mình không có trách. Còn bên nam tông á bắt cái tiếng gì mà mình cứ đè ra ra cái niệm phật niệm pháp, mà niệm cái kiểu của mình đó là sao, cứ làm bút thô ra niệm giống như người ta đọc bùa vậy đó. Chứ nếu mà niệm phật niệm pháp niệm tăng niệm thúy niệm giới niệm thương niệm niết bàn mà niệm theo đúng cái tịnh đạo đó thì nó hay vô cùng. Nó hay chỗ nào, khi mình nói thế tôn á, mình niệm chữ thế tôn rồi mới hiểu chữ phật a la nghĩa là gì, là mơ cơ là thâm tịnh đạo. Mình thanh tịnh đạo phần nghe cái phần định ấy, coi trong đó người ta dạy mình cái cách niệm phật ra làm sao, chứ không phải là nhắm mắt những mũi đọc như con mít hoặc như con két để con nhập con sáu con cử, mà cứ bút thô nó phải. Chứ bút thô là gì, chứ phát ra qua có nghĩa là gì, rồi thiện thệ thế gian giải vô thượng sĩ diệu ngự trượng phu thiên nhân sinh là cái gì,
Niệm có hiểu nghĩa là gì? Rồi tại sao pháp được gọi là khéo thuyết? Tại sao pháp là có nghĩa là phải tự mình chứng ngộ? Tại sao pháp được gọi là, tại sao giáo pháp được gọi là có cái khả năng hướng thượng? Tại sao pháp là phải là do người trí tự mình hiểu ra? Tại sao như vậy? Tại sao chư tăng là xuất phát từ tâm lô là thực diệu hạnh, trực hạnh là như lý hạnh? Thế nào là tám vị bốn đôi? Thế nào là bán để kính lễ cúng dường? Thế nào là phước dường vô thượng? Tại sao và tại sao? Chứ không có phải là một cái đè ra một cái bao này vô đắc khi này vô bao này vô đắc khi này vô rồi chúng ta đi bàn đồ số ba tiếp bàn đồ nó tập hoài mà không hiểu cái đó là cái gì nha. Thì ở đây tôi đang nói là biết bàn, tại sao thích biết bàn mà được xem là giải thoát các khổ là bởi vì sao? Là bởi vì cái bàn độc đáo là như vậy, là trong kinh nó có một cái bà cư sĩ bà tên là Sắc Pa Va Sa, bà bị bệnh nặng dữ lắm, bà bị nặng dữ lắm, bà đau đó. Thì lúc đó đó ông chồng của bà là một ông hoàng, ông chồng của bà là một ông hoàng đó, thì mới đi vào lễ Phật cúng dường để Phật mới hỏi là bây giờ ngài hỏi theo thôi, nhưng ngài hỏi theo cái cách mà để mình có lòng muốn tế độ mà muốn giúp đỡ thì mình hỏi chứ Sức Tất Hoa Sa hôm nay tại sao không có đi vào chùa, Sức Tất Hoa Sa có được an lạc không? Thì ông chồng ông tên là ông hoàng của Ly Giáp, nó dạ bữa nay Sức Tất Hoa Sa bị bệnh nặng lắm, chỉ nói với con là nhờ con đến thay mặt đảnh lễ dưới chân Thế Tôn thôi. Thì lúc đó Đức Phật mới nói là Đức Phật mới dạy cho ông chồng này, nói là về nói Sức Tất Hoa Sa trong cái cơn đau nó cứ nhớ niệm như thế này: Đức Thế Tôn là cái người đã chứng ngộ thánh trí, mà cái thánh trí đó có cái công năng là chấm dứt những nỗi đau thế này nè. Người như Thế Tôn là không có còn tiếp tục bị những nỗi đau như vậy trong cái cõi luân hồi nữa. Thứ hai, Thế Tôn đó là cái con đường dẫn đến cái sự chấm dứt những cái nỗi đau như thế này nè. Thứ ba, Tăng chúng Thế Tôn, đệ tử Thế Tôn là những người đang hành trì theo cái con đường mà chấm dứt những cái nỗi đau như thế này nè. Đó. Và Niết Bàn là gì? Niết Bàn là cái sự vắng mặt toàn bộ những nỗi đau như thế này nè. Đó. Và phải nói là mình không có được hướng dẫn nhiều, chứ đúng ra cái niệm Niết Bàn nó hay vô cùng, nó hay lắm, nó hay chỗ nào? Khi mình giận quá, mình sợ quá, mình chán đời quá, mình chỉ cần nhớ rằng sự chấm dứt danh sắc không còn tái sanh nữa thì mấy cái này nó không còn nữa. Cái tội khổ trầm luân đó nó sẽ không còn nữa. Tội khổ trầm luân là gì? Là sanh ly, là tử biệt, là muốn không được, là thương phải xa, là ghét phải gần, vân vân rồi vân vân. Rồi nóng, rồi lạnh, rồi đói, rồi khát các thứ bệnh trầm kha, rồi cái sự già yếu, sự cô đơn, sự lạnh lẽo, sự hiu quạnh, rồi những cái nguy hiểm trên rừng, dưới biển, vân vân và vân vân. Đó, thì tất cả những cái đó nó không còn nữa khi mà danh sắc không còn nữa. Khi mà đã vương tịch Niết Bàn thì không còn nữa. Và tất cả nỗi khổ trầm luân trên đời này nó đều là sự quẩn quanh ở trong ba cõi, mà cõi sống lâu nhất là bao nhiêu? Là 84.000 đại kiếp. Cái địa ngục sống lâu nhất là địa ngục không gian ấy, Lokantarika Naraka. Rồi cái cõi trời phạm thiên lâu nhất là cõi phi tưởng, phi tưởng cũng 84.000 đại kiếp. Đấy. Rồi cái những cái nỗi khổ, những cái niềm vui trong đời này nó là sẽ đập vỡ qua lại lúc có lúc không. Đấy. Rồi sợ hãi, rồi ghen tuông, rồi đố kỵ tùm lum, mất tất cả những thứ ta gọi chung là cái nỗi khổ trầm luân. Và tất cả những cái rối ren đó đó nó đều bị gói gọn ở trong cái gọi là khái niệm thời gian. Riêng Niết Bàn thì không, Niết Bàn là sự nằm ngoài mọi không gian và thời gian. Thì nghĩ tới bao nhiêu đó thôi là người ta đã thấy vui thú, đã thấy vui thích. Nghĩ đến vui thích, và tôi biết trong rung là tôi nói cái chuyện này nó nhức cái đầu mà không thể không nói, đó là mình muốn chấm dứt sinh tử thì mình phải có cái tu tập. Nhưng mà cái tu tập ở đây nó có từ đâu? Nó có từ cái sự nhàm chán sinh tử. Muốn chấm dứt sinh tử thì trước hết anh phải nhàm chán nó, mà anh phải biết nó ra mặt mũi nó làm sao anh chán. Chứ không phải là do hồi xưa bà ngoại đi chùa, rồi cái sau này cái má mình đi chùa, rồi cái tới bên mình cũng đi chùa, rồi cái nghe người ta nói Niết Bàn cũng nhào theo Niết Bàn.
Những niết bàn đó niết bàn của bà ngoại mình, những niết bàn nó của má mình, của bà già mình, của ông già mình, chứ không có gì mình nha. Thì đúng ra đó cái người cầu niết bàn á, người muốn niết bàn là cái người phải là cái người thật sự sợ sanh tử. Thí dụ như mình không phải là đế thích, không phải là cộng thiên, nhưng mình vẫn sợ cái hai cái giới đó. Tại sao? Là bởi vì mình biết đế thích á, mà sống hết tuổi thọ rồi thì cũng trở xuống. Cảm thiên mà sống hết tuổi thọ rồi thì cũng trở xuống. Đức Phật không có phủ nhận cái hạnh phúc trên đời này. Ngài nói có, Ngài nói có khổ, thọ khổ mà cũng không có thọ lạc. Ngài nói có mà, chính Đức Phật như vậy, có thọ khổ, có thọ lạc. Chứ đâu phải là Ngài nói chỉ có một thọ khổ thôi đâu. Cho nên Ngài nói có trên đời này, có thọ khổ, có thọ lạc, có hạnh phúc, có nỗi đau, có đủ hết. Có điều không có nào nó bền hết. Ngài chỉ có sự chấm dứt hẳn hoi mọi thứ khổ lạc thì mới là yên thôi. Mà niết bàn là sự rất mặt tuyệt đối của tranh, của sắc, của khổ, của lạc, của va, nó không còn bị giới hạn trong không gian thời gian nữa. Còn tất cả những gì mà hôm nay chúng ta thấy là niềm vui, là vị ngọt, là sự hấp dẫn của đời sống, phải nói thiệt, lúc mình thưởng thức mình thấy nó đã thì mình mới, lúc mình bình tâm mình ngồi mình nhớ để lắm sống, là tại vì cái cơ hội để mình ngồi mình hưởng cái đó nó không còn bao nhiêu nữa và nó rất là mong manh. Bây giờ chỉ cần buổi sáng thức dậy mà phát hiện ra một nửa người không điều khiển được thì coi như là tất cả nhà cửa xe cộ vợ chồng con cái quyến thuộc danh dự chức tước quyền lực đều trở thành là zero hết. Và làm ơn nhớ dùm là lúc mình còn ngon lành, đi đúng, sinh hoạt thoải mái thì mình còn nghĩ là đây là chồng, là vợ, là con cái của tôi. Chứ khi mà lăn bùng ra mà nằm liệt một chỗ rồi thử tiêu tiểu tại chỗ chừng 2 tháng đi thì biết mùi nha. Thì con cái đó hả, là con như đó là vợ chồng gì đi nữa thì lúc đó từ từ họ cũng sẽ có tiếng nhập tiếng vang chăm sóc mình, nên là cũng càng lúc nó càng nặng tay hơn nè. Rồi một là nói xa xa gần gần mà mình phải hiểu nhầm là tại sao không tự xử đi mà cứ để cho tôi cứ phải cực như vậy hoài. Cái nhiều khi họ không có nói ra, nhưng vì những lúc họ mệt mỏi quá, nhòm nhóm quá, họ cũng muốn lắm. Cho nên có những cái đám tang mà không có người khóc, mình mới ngờ không biết tại sao. Một là cái người chết đó họ sống họ có quá nhiều tật xấu cũng có, hay là họ sống lâu quá thì mọi người đã có thời gian chuẩn bị tâm lý rồi. Cái thứ ba là cái người này khi sống họ đầy mấy người yêu quá đi, tới hồi chết đó mà khóc nổi chết người ta mới nói mình thì nó kỳ, chứ thiệt là nó gần như mình vậy đó, thiệt như vậy đó. Tôi biết trong rất nhiều người ở đây nghe chịu nổi, nó sao nó ác quá mà thật tới như vậy. Tại sao có ba trường hợp dám khóc? Tôi nói lại, một là sống lâu quá, người ta đã chuẩn bị tâm lý rồi, đã thấy mình đã bước vô cái hàng mà 8, hàng 9 rồi, tự nhiên người ta cũng đã có chuẩn bị rồi. Thứ hai là còn sống, mình còn sống mình có quá nhiều cái tật xấu làm phiền gia đình. Rồi một cái thứ ba nữa thì lúc mình còn sống mình đại người ta quá đi, cái việc tưởng tượng là cứ mỗi cứ ngày hai ngày là phải trở, phải lật trở, không lỡ không đập, nó lỡ cái lưng, nó lỡ cái mông, nó lỡ cái chân, lỡ cái tay đập lưng hết rồi, phải trở, phải lật, phải lật, phải trở, nó hôi hám, nó bất tự như vậy đó, khổ nghiêm lắm. Mà lúc đó mà mình mới thấm đòn, bởi vì nó là cửu bệnh tiền sàn vô hướng tử, bệnh lâu quá thì con cái nó tốn mất cái treo về chỗ đó đó. Cho nên tự tưởng mà thấy ngán sanh tử như vậy đó thì mình mới là cầu niết bàn. Và trong các cái niềm vui, trong các cái sự thích thú được chìm, nó đều nó trớ trêu chỗ thích niết bàn, cũng nghĩa là thích biến mất, thích cái sự chấm dứt danh sắc. Chứ không phải thích ở đây có nghĩa là mình muốn tiếp tục tồn tại trong một cái hình hài nào khác. Mà khuyên hướng chúng sinh là thích có cái tồn gì đó, thích có một cái sự tồn tại như nào đó để khẳng định mình, từ đó mới có cái chuyện là nó khoái cầu vãng sinh. Ở trong đó tôi cũng còn là tôi, chứ còn bây giờ nó giống như ngọn đèn mà hết dầu tim nó lụng thì còn gì nữa nha. Cứ vì cái khuyên hướng này nè, mới muốn sanh về thiên đường của cơ đốc, muốn sanh về cái đời cõi cực lạc tây phương vân 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 vân. Thành ra mình phải hiểu rằng hãy còn có danh sắc thì còn phải có vô thường, bởi vì danh sắc nó không thể tồn tại bằng cách nó đứng yên được. Cái việc đồng ý phải đồng ý cái đó, nó không phải nó tồn tại bằng cách nó đứng yên, mà nó phải biến diệt không ngừng,
và theo cái luật trời đất thì nó có luật phủ định, cũng như là cái sau nó phải được thay thế bằng cái trước, phải vậy thì phải được thay thế bằng cái sau, mọi thứ nó phải đẩy về phía trước. Cho nên cho nên cái chữ lúc khác trong lúc khác đó, là mình thường hiểu là khổ đó, thì cái khổ mà trong cái nghĩa mà cái nghĩa mà nghĩa nhận nghèo á, có nghĩa là cái gì làm cho mình khó chịu về thân về tâm thì cái đó gọi là khổ nha. Lúc khác là khó chịu, nó từ chữ đúng và chữ khác. Đúng là khó, khác là cái sự kham nhẫn, là cái sự chịu đựng. Đúng khác là cái làm cho mình khó kham nhẫn, khó chịu đựng, gọi là đúng khác. Đó là cái cách định nghĩa đại khái nôm na cho nhà nghèo. Chứ còn cái chữ đúng khác là định nghĩa cho nó rốt ráo theo cái tinh thần của thiền quán, của tứ niệm xứ, của ngài Xá Lợi Phất, ngài nói đó là chữ pi li tát. Cái này mới ghê, có nghĩa là cái sự thúc ép làm nên vào trong cái bộ vô ngại giải đạo nha, là mới ghi vô đó đi, vô ngại giải đạo và thì xăm thì ba mắt gác nha. Thì câu của có phải như vậy không? Còn với cái vô ngã có nghĩa là ăn xà đó, ăn xà đó. Còn cái vô thường là cái quý parimam á, quý parimam á là vô thường. À xa đó là cái ý nghĩa vô của vô ngã đó, nghĩa là không có cốt lõi nè, nó là toàn đồ ráp trong thôi, nó giống như cái chuối vậy đó, cứ lộn hết cái bẹ này tới bẹ khác, hết bẹ này tới cái bẹ khác, lộn riết không còn gì hết. Thì cái cơ mà gọi là ông hoàng bà chúa làm sao, nó cũng gồm có gọi là tóc lông móng răng da thịt gân xương tủy thận tim gan mật đàm mũ bó mồ hôi thận nước tiểu, thì nó mấy cái đó mình cứ tháo ráp ra từng miếng thì nó không còn gì, là ông hoàng bà chúa không còn cái gì gọi là mỹ nhân giai lệ, không còn, mất hết, nó mất sạch hết, nó không có nổi được vậy đó. Đâu không ai biết, không biết nó bị, tôi nhớ cái măng tre, cái măng tre là cái bắp chuối hay là cái thâm chuối, nói chung là tôi nhớ cái măng tre đấy. Cái măng tre là cái lọ hoài, gọi là cái bông artiso, biết cái thứ hai, biết cái bông artiso khổ vậy đó. Cái bông artiso mình thấy là bông đã rồi, chứ mình lọt rồi cuối cùng không còn gì hết đấy. Thì cái đó gọi là cái axa, không cốt lõi. Thì vô ngã nghĩa là không cốt lõi, nghĩa là con người mình nói ông hoàng bà chúa, ông A bà B, cuối cùng xé nhỏ ra không còn gì hết. Xé ra theo kiểu tạng kinh ấy, thì là 32 thế trường. Còn xé là có đi biện pháp là 5 quẩn, 12 xứ, 18 giới, khác. Còn cái vô thượng đây là quý ta đi nàng, có nghĩa là nó luôn luôn ở trong cái tình trạng là bị sôi, luôn luôn ở trong cái tình trạng là bị phân hủy. Nó luôn luôn trong cái tình trạng là bị phân hủy. Phân hủy có nghĩa là nó tan rã ra, vậy nó luôn luôn trong cái tình trạng đó. Chúng ta luôn luôn là một, chúng ta luôn luôn là cái gì đó trở thành ra cái mới, chúng ta luôn luôn trở thành ra cái mới. Cho nên cái chữ phu tá nó rất là hay, cái chữ phu tá nó có nghĩa là becoming, có nghĩa là chúng ta luôn luôn là trở thành ra một cái gì đó. Chứ chúng ta không có thể là một là một. Rồi cái câu sau cùng đó là cái chữ khổ. Chữ khổ ở đây nó có nghĩa là pi li tát là thúc đẩy, nghĩa là sao, là dầu muốn dầu không thì danh sắc nó cứ bị đẩy về phía trước, dầu muốn dầu không thì tâm pháp phải luôn luôn có tồn tại trong mọi, trong từng sát na, nó không thể kéo dài nữa được. Dầu muốn dầu không thì cái sát na trước nó phải bị thay thế là cái sát na sau. Dầu muốn dầu không thì vui, đằng sau vui là buồn, đằng sau cái khổ là phải là lạc, đằng sau cái lạc là phải là xả, đằng sau xả là khổ, đằng sau khổ là xả, đằng sau xả là hỷ, đằng sau hỷ là lạc, đằng sau lạc là ưu, đại khái như vậy. Có nghĩa là nó cứ liên tục như vậy nha, nó cứ liên tục, cứ là khổ lạc ưu hỷ xả nó thay thế nhau, rồi tâm chủ quan tâm khách quan nó phải thay thế nhau, rồi tâm thiện tâm mát nó phải thay thế nhau, nó cứ liên tục sắc ma trước với sắc ma sau. Còn nếu mình là thánh thì không có thiện bất thiện, để ra nó cũng có cái cả tâm hỷ tâm khổ, khổ là tâm thân thích ấy. Rồi phải có lúc là tâm dục giới, có lúc là tâm đáo đại, có lúc tâm tạm, lúc tâm thấm, dù muốn dù không thì nó cái sai nó phải thay đổi cái trước, nó phải thay thế cho cái trước, mà luôn luôn nó bị thúc
thúc ép mình đẩy về phía trước, đẩy 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 về phía trước nhẹ, yeah. Luôn bị đẩy về phía trước thì cái đó gọi là cái press. Cái đó là cái sức ép. Cho nên cái định nghĩa của khổ mình hiểu cho nó rốt ráo thì nó còn không còn dính líu gì tới cảm thọ nữa hết nhà, nhớ nha. Cái chữ khổ mình hiểu cho nó rốt ráo, nó không còn dính gì tới cảm thọ hết, nó không còn cái chuyện buồn khổ đau đớn. Mà lúc bây giờ chữ khổ mình hiểu nghĩa rốt ráo là sự thúc ép, sự thúc ép, thúc ép sự thúc ép, sự đè nén, mọi thứ nó luôn bị đẩy về phía trước. Cho nên nó là người nghĩ tới mấy cái này nè mà có thấy nhàm chán sợ hãi trong sinh tử nha. Rồi từ chỗ đó thì cái thích cái vui thú của niết bàn nó mới dẫn đến cái sự thoát khổ là như vậy đó. Rồi bây giờ nó đã 6 giờ rồi, chúng ta có thể học tiếp thêm một bài nữa ha, chúng ta có thể học tiếp thêm một bài nữa. Những bài kể sáng nay nó là những bài kể rất là sâu, nhưng mà cũng phải nói thêm mà nó sâu là sâu do mình nha. Chứ còn nếu mà mình không có học Phật pháp, mình chỉ đọc tờ lớp theo trên cái mặt giấy mặt chữ thì nó dầu như Đức Phật có ngồi trước mặt mình thì mình cũng không học được cái gì. Cái lợi của học Phật pháp là sao? Là nhìn cái kinh này thấy ra cái kinh kia. Và tại sao như vậy? Là bởi vì Phật pháp đó là một cái chuỗi hệ thống, và cái đọc báo của lời Phật đó là năm ngày mới thành tạo đến năm ngày niết bàn không có một sự mâu thuẫn. Rồi cái năm cái đêm mà Thế Tôn thành đạo, ngày hiểu cái gì, ngày thấy cái gì, ngày chứng ngộ cái gì, thì đến lúc ngày niết bàn thì cũng mọi thứ như vậy. Đối với thành phố thì đó là cái sự dậm chân tại chỗ, không là chỗ